Dạ, kính chào thầy cô. Thì bây giờ em sẽ chia sẻ với thầy cô cách ghi âm và ghi hình bài giảng. Trong quá trình mình chia sẻ slide với sinh viên, sẽ có những lúc sinh viên đọc cái slide hoặc tài liệu đó thì rất là khó hiểu. Tùy theo nội dung thầy cô lựa chọn, và mình có thể ghi âm hoặc ghi hình để giải thích cái nội dung đó cho sinh viên được dễ dàng hơn. Để có thể bắt đầu ghi âm hoặc ghi hình slide của mình, thầy cô vào trong ô slide show. Và ở đây nó sẽ có cái phần là ghi lại cái slide khi trình chiếu. Thì nó sẽ có hai chức năng, thầy cô có thể chọn là ghi từ đầu hoặc là ghi ở cái slide mà thầy cô đang muốn ghi thôi. Sẽ hiển thị ra một cái ô mà như thầy cô đang thấy có cái gương mặt của mình ở trên đó. Thì thầy cô có thể chọn chế độ là mình chỉ ghi tiếng của mình lại thôi, chứ mình không cần phải ghi hình, tùy theo thầy cô. Và lưu ý với thầy cô là ở slide nào thì thầy cô sẽ nói hết nội dung cái slide đó. Sau khi mà thầy cô đã ghi âm hoặc ghi hình xong á, thì ở trên màn hình của cái PowerPoint của thầy cô á, sẽ nếu như mà có cả hình và tiếng á, thì nó sẽ hiển thị ra như thế này. Cái một cái ô là gương mặt của mình và một cái thanh là để tiếng. Còn nếu trong trường hợp thầy cô chỉ có ghi âm thanh thôi á, thì nó sẽ hiển thị ra cái thanh mà không có hình của mình. Bởi vì thường cái slide sau khi được ghi hình hoặc ghi là ghi tiếng á, thì nó sẽ rất là nặng, và để dễ dàng cho sinh viên có thể theo dõi phần bài của mình á, thì lời khuyên là thầy cô nên xuất cái file này, file PowerPoint của mình ra dạng video. Từ đó thì thầy cô có thể up lên YouTube hoặc up lên Google Drive, và sinh viên nó sẽ dễ dàng theo dõi hơn. Thì cách mình xuất cái file ra dạng video như thế này, thầy cô sẽ chọn chức năng là File, File Save As, và sau đó thầy cô sẽ chọn cái dạng định dạng mà mình muốn xuất ra. Thì ở đây mình sẽ chọn định dạng là video, và thầy cô sẽ chọn là save, là xong. Mình sẽ đợi. Thời gian mà xuất một cái file ra thì nó cũng sẽ hơi lâu, do đó chuẩn bị 10 tới 15 slide và có ghi âm và ghi hình luôn đó, thì thời gian xuất của nó sẽ tốn khoảng 10 tới 15 phút.